hảo hán. Vợ có tuyệt chiêu xử lý quỹ đen của chồng một cách tài tình, khiến các chị em phải vào tiếp thu kiến thức vội. 7749 câu chuyện quỹ đen của các anh chồng khiến cho dân tình không nhịn được cười. Các anh cứ nghĩ giấu kín quỹ đen mà tưởng hộ chị em không biết, thế nhưng các anh đã nhầm. Có những chiếc camera chạy bằng cơm kết hợp với giác quan thứ 6 nhạy bén, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, đã khiến cho các nóc nhà tìm ra ngay được chỗ ẩn náu. Mới đây, chẳng cần phải suy đoán, chị vợ này đã có một pha xử lý quỹ đen của chồng không thể nào mượt hơn, khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ. Nani? Ôi trời ơi. Hảo hán. Thấy vợ mang bầu vất vả, không muốn để vợ làm việc nặng, và thế là anh chồng đã bị vợ thao túng tâm lý. Bất ngờ chị vợ hành động ngay và luôn, tưởng đâu xa, hóa ra quỹ đen lại ở rất gần. Và thế là anh em tự hiểu cái kết rồi đó. Nhiều anh chồng xem xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Cướp này trắng trợn giữa ban ngày vậy đấy, người bị cướp còn phải nở nụ cười bất lực cơ mà. Số còn lại thì đang thắc mắc, sao lại có thể đưa cái chậu đó lên trần được hay vậy? Các chị vợ thì kiểu, đây rồi, lưu ngay lại và hành động thôi. Nói tóm lại thì cái gì tự giác nó vẫn hơn là để chị em phải chơi chiêu, đúng không cả nhà? Bạn nghĩ sao về tuyệt chiêu của chị vợ trên? Comment ngay cho TV Trend được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.